Tôi sẽ đi bộ ơi, tôi không còn muốn ở với ông nữa Phong Cần. Ông đi đi. Tôi sẽ đi bỏ nhà ra đi. Ông tính là... bà mới đúng là cái người phải ra đi á, nhà của tôi mà. Tôi sẽ bỏ đi mọi người ơi, sao sẽ bỏ đi, không còn sống trong cái Phong Cần nữa. Trời ơi, Tết đến tới cũng nhanh mà Tết đi về cũng nhanh là sao vậy mọi người ơi? Á à, trời ơi, trời ơi, Tết, ôi trời ơi, chết cha mình còn mặc bộ này thôi, không sao, kệ luôn. Trời ơi mọi người ơi, xong trong 3 ngày Tết được sướng được 3 ngày, ngày thứ tư dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi luôn. Trời ơi, nguyên 3 ngày không dọn dẹp, bây giờ nhà cửa bận với sợ luôn mọi người ơi. Bây giờ dọn mệt chết trời luôn. Trời ơi là trời coi nè, ôi chết chết. Rác mà từ trong lan ngoài, cái cửa gì lại ta, cái gì vậy? Trời ơi trời, cái cửa này không cần đóng luôn rồi. Để tôi sửa lại cái cửa coi. Rồi để coi cái trong nhà có cái cửa không ta, để lắp lại cho cái cửa gì lại đấy. Để này trộm vào sao? Rồi sửa lại ở đây, cửa đây. Đây này rồi, để bên đọc, để mình đặt lại. Đó, đẹp lại rồi. Ôi trời ơi, mọi người thấy không? Rác mà lê thê từ trong nhà ra ngoài đường luôn. Trời ơi, mấy ngày Tết ăn chơi xả láng, bây giờ không còn gì bên phải dọn dẹp thôi mọi người. Trời ơi, khổ thân tôi mà. Phong ơi, làm gì vậy? Trời ơi, trời luôn, nhờ Phong nó lại dọn dẹp, cũng không dọn dẹp. Bao giờ thấy à? Xong rồi mọi người ơi. Trời ơi, khổ quá trời, 3 ngày Tết ăn chơi cho đã và bây giờ dọn dẹp nhà mệt quá trời luôn. Trời ơi, khổ thật sự. Bây giờ từ quên, mình có cầm con cá này làm, mà biết mọi người biết làm gì không? Mình kêu bé mèo ra để mình cho ăn. Ôi, mèo, ôi trời, nhà mình. Trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi, bé mèo nhà mình rất là ngoan luôn. Mèo ơi, đây này, đó. Cho ăn cá nè, trời ơi, thương quá à. Trời ơi, ngoan sợ đó đi. Trời ơi, bé mèo mình ngoan sợ, ăn đi. Đó, thấy chưa, ngoan chưa. Giờ để bé mèo trong nhà này, để coi anh Phong làm gì coi. Phong ơi, đâu rồi? Phong. Hai, trời ơi, mày đánh dở gì, đánh gì vậy mạnh lên coi. Trời ơi, trời, sao mày đánh ngu quá vậy? Chơi liên minh huyền thoại gì đâu mà đánh ngu quá vậy? Cầm da xua trẻ trâu bay qua bay lại lướt các kiểu. Tôi không ngờ ông lười cực kỳ luôn Phong. Nghĩ sao vậy? Ông chơi liên minh mà ông còn bơi này, cái này ông phải dọn chứ. Trời ơi, Phong. Tôi đang ngủ, tôi không biết gì đâu. Mệt đó à. Chứ thấy thành thích riết không phải là Phong, lại riết thành lợn làm theo luôn rồi. Trời ơi, Tết tôi bị ngại heo quật hay sao vậy? Chọn dẹp đây cho tôi. Đây, lắp lại. Tôi bây giờ tôi phải lắp lại. Tại sao vậy? Tại sao bà lại lắp cái hồ bơi của tôi lại? Trời ơi. Hết Tết rồi. Không, hồ bơi của tôi. Hết Tết rồi, bà dọn cái này. Thấy chưa? Trời ơi. Dọn nhà, dọn cửa đi. Hết Tết rồi, còn Tết đâu? 3 ngày Tết, 7 ngày xuân. Được 3 ngày Tết à? Bà quá đáng lắm luôn á. Cái nhà của tôi có mỗi cái hồ bơi cho tôi tắm mà. Mà bà lấy, trời ơi, chết rồi, tôi đang bị khô. Tôi sắp trở thành cá khô rồi. Tôi sẽ chết. Sao làm người làm con cá khô lắm đi. À mà ông xuống dọn dẹp nhà đi. Trời ơi, mà tính ra tôi cũng dọn hết rồi. Bây giờ ông lên dọn dẹp lại. Trời ơi, nhà cửa này đoan sơ vậy, sợ luôn. Bây giờ dọn dẹp lại cho tôi đi. Đó, tôi còn đi chợ nữa. Ủa mà quên, ông đang làm gì mà thấy ông chơi game vậy? Hả? Cái gì mà chơi game? Tôi không làm gì đâu. Tôi đang bàn công việc với lại bạn của tôi. Tôi với bạn tôi đang bàn công việc của công ty. Công ty của tôi là công ty cực kỳ lớn của thế giới luôn. Cho nên bọn tôi đang bàn công việc. Bà không nên làm phiền bọn tôi đâu. Tôi là một tổng giám đốc đó. Công việc gì đâu mà có Yasuo với các kiểu tên ông, tên bạo tên Yasuo nghe là vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Bạn của tôi tên là Yasuo, còn tôi tên là Mafai. Ok. Cái gì trời? Rõ ràng tên Phong Cần đồ đoàn hoàng ấy, Yasuo Mafai là gì? Tên hay tự nhiên chọn Mafai. Cái ông này kỳ cục thật. Thường thường chơi game thì nó chơi game đi, bị đặt giấu mình. Chắc chẳng là có gì bờ ám mọi người. Trời ơi, thường thường nói chơi game thì nó chơi game cha chứ rồi, bị đặt giấu chiếm chiếm. Kiểu này phải có nghi ngờ gì đó. Ông này đang cố gắng giấu mình điều gì trong ngày Tết nè. Bây giờ mình phải khám phá cái bí mật của Phong Cận thôi. Bây giờ mình phải đi mua đồ mọi người. Trời ơi, nhà hết đồ ăn rồi, bây giờ phải đi mua đồ thôi. Thôi cửa bé mèo đi mua đồ đã, rồi về mình tính sổ ông Phong sao. Trời ơi, cực kỳ mệt luôn. Ẹo, chết, bé mèo chật quá. Trời ơi, ông bé mèo cao quá không vào được. Đây, đó, đóng cửa lại, đi chợ thôi. Đó, đi chợ rồi. Phong nha, tôi về tôi tính sổ với ông sau. Cái đồ đáng ghét, chơi game hoài. Đi thôi. Đi trở về là đi trở về. Hôm nay may mắn quá trời mọi người, sao hôm nay mua quá trời thật luôn. Mà mọi người biết sao, hôm nay mình có một điều rất là lạ luôn, biết sao? Trong nhà mình bị mất tiền. Thôi lạ thật sự. Tiền lì xì mất mọi người, rõ ràng bỏ trên bàn.
đóng ngăn kéo lại khóa thật là chặt, vậy mà cũng mất tiền lì xì, kỳ cục thật. Có bạn nào bị mất tiền lì xì giống mình không? Mình cay lắm rồi. Tiền lì xì mình lì xì cũng khoảng là mấy, gọi là mấy trăm ngàn luôn. Trời ơi, bỏ trong túi vậy tôi khóa trong nhà chứ có, chỉ có mình ông Phong không biết thôi. Không lẽ nhà có trộm, không lẽ ông Phong lấy tiền lì xì của mình? Mà cũng không phải, tại vì ông Phong rất nhiều tiền lì xì, lấy tiền lì xì mình làm gì trời. Trời ơi, thời luôn, kỳ cục cực kỳ luôn mọi người. Bây giờ mình phải khám phá coi còn có chuyện gì bí ẩn ở trong cái nhà này rồi. Không thể nào ông Phong lại bàn bí mật với người gì trên kia mà xong rồi tiền lì xì mà cũng bị mất luôn mọi người. Để xem nào, đây mình có mua bánh tổ về, mình mua nhiều lắm mọi người, để mình ăn, để mình teo nhỏ qua ông Phong nói gì không. Trời ơi, ông Phong lại đang cố gắng giấu chị, giấu mình điều gì mà. Đó nha, mọi người thấy mình teo nhỏ cute không? Đó, trời ơi, sao cá mập bị teo nhỏ rất là cute luôn. Đó, bây giờ mình sẽ nghe lén qua ông Phong làm gì. Ăn ăn nhiều vào. Để xem nào, để coi, đứng chỗ nào đây. Đó, ông đang làm đây. Đó, mở cửa ra. Đó, ông Phong làm gì? Không phải ông này không làm gì. Trời ơi, tôi nói ông bạn của tôi nghe nè. Hồi sáng nay á, tôi vào trong nhà bếp, tự nhiên tôi thấy nguyên một cái bao lì xì quá trời tiền ở trong đó luôn. Tiền lì xì hình như tôi đếm hình như là gần 200 ngàn luôn á. Không, phải nói là gần 200 triệu mới đúng. Tôi cũng không biết nữa, nói chung là nhiều lắm, nhiều lắm. Hình như là mười mấy triệu, hai chục triệu. Nói chung là tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nó nhiều lắm. Tôi sướng ơi là sướng luôn. Thế là tôi quyết định rằng là tôi sẽ lấy. Tôi lấy, mặc dù tôi không biết nó là của ai cả, nhưng mà nó ở trong nhà tôi, có nghĩa là nó là của tôi rồi đúng không. Cho nên tôi đem nó đi, tôi giấu ở bên dưới căn hầm bí mật của tôi á. Từ bây giờ tôi sẽ có tiền để tôi mua skin, tôi nâng cấp lên, tướng của tôi sẽ mạnh ơi là mạnh luôn, ha ha ha. Trời ơi, ông Phong ha, trời ơi, ông lấy tiền lì xì của tôi mà ông đi mua đồ tướng trong liên minh điện thoại. Trời ơi là trời. Hèn gì, tiền mình để trong nhà mà không ai biết, chỉ có ông Phong biết. Té ra ông Phong lấy. Ông gon, ông ngang lắm. Nè, tôi nói cho bạn nghe nè. Nếu như mà bạn có muốn ăn cái gì á, muốn mua cái gì thì cứ nói tôi nha, tôi nhiều tiền lắm, tôi mua cho. Trời ơi, nhà không có mà ăn. Lấy tiền của mình bao cho bạn bè, trời ơi, bao cho anh chị. Trời ơi là trời, ông này quá đáng thật sự luôn á, tiền của tôi nè. Ông ngon lắm, tôi xuống căn hầm nha, tôi lấy đồ ông nha, tôi sẽ lên tôi lấy súng sáu nòng tôi nọ ông nha, ông Phong cơ. Trời ơi là trời. Trời ơi, lên nghe mà ốc mẫu, học mẫu đó mọi người ơi. Trời ơi, tiền lì xì của tôi để trong đó. Bao nhiêu là tiền, bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Sami xin tiền lì xì chúc Tết các kẻ. Bây giờ một đống tiền, bây giờ ông Phong lấy, ông giấu tiền. Ông đi bao bạn bè mua xin đồ. Trời ơi là trời, ông này có gan nha. Được lắm, tôi vào cái hầm của ông nè. Coi cái hầm này, trong nhà này chứ có một cái hầm duy nhất là hầm gì ta. Hầm toilet, đây, đó, ông này chắc chắn vào trong này để tôi coi. Trời ơi, Sammy à, bà nghĩ rằng là bà sẽ qua mặt được tôi sao? Tôi biết là từ nãy giờ bà đang đứng sau lưng tôi để bà nghe lén tôi rồi. Ơi ông bạn, cảm ơn ông nha. Ông đã gọi là cho tôi biết trước được chuyện này. Trời ơi trời, tôi biết ngay mà, Sammy thế nào nó cũng nghe lén tôi mà. Với lại cái chuyện là cái tiền lì xì á, tôi đâu có lấy đâu. Tôi thấy nó vứt lung tung cho nên tôi lấy, tôi đem tôi giấu rồi. Tí nữa tôi trả cho nó. Còn chuyện là căn hầm bí mật á hả? Thật ra dưới căn hầm bí mật không hề có gì cả, mà có rất là nhiều nhện. Kỳ này là Sammy bị chon rồi. Chỗ này vẫn không thay đổi mấy. Ông này vẫn không dọn dẹp là sao nhở? Trời ơi, khó chịu thật sự. Đã bảo Tết là không để cái này trong nhà, rất là kỳ cục. Mấy cái này là bao tiền giả nè. Nhìn là biết liền. Đó, để tôi coi. Ông Phong này giấu chỗ không hề dễ đâu, tinh vi lắm. Để coi nào, tôi sẽ đào đây. Đây cũng không có, đây không có, đây không có, đây không có. Để xem nào. Có khi là đông may không ta? Coi nào. Đâu nhỉ? Khó vậy ta? Đâu ta? Trời ơi, có giấu đây mà cũng giấu. Trời ơi, Sammy là người tìm, gọi là tìm đồ cực kỳ giỏi, cực kỳ hay mọi người. Trời ơi, nghĩ sao cái chỗ này ai cho tìm được đây rồi. Làm sao có bắt được tôi. Trời ơi, cái đường to trần hình này đây nè. Để tôi đào cho chắc nè. Để lỡ qua thêm cái đường nào không. Một cái đường à. Ủa, tờ giấy. Cái gì vậy? Tôi nhớ tiền lì xì của tôi mà. Tờ giấy này là gì đây? Khi Sammy tôi biết thế nào bà cũng xuống đây. Bà đã bị lừa lêu lêu. Cái gì? Là sao? Tôi bị lừa. Trời ơi. Ông lấy tiền lì xì tôi mà ông giáo xuống đây nữa, tôi bị lừa. Cái ông này ngon lắm. Để tôi lên, tôi xin sổ với ông. Phong Cận. Ủa, Phong Cận, đâu rồi? Đâu rồi, ông đâu rồi? Ủa, cái tiếng gì vậy? Cái tiếng gì ngay, tiếng nhẹ vậy ta? Mà là sao? Lên của ông. Sammy ơi, lên đây đi. Gì vậy? Đi. Cái gì nhiều nhẹn chơi đi. Ôi trời, nghe cũng nhẹn kìa. Đang kêu à.
ôi xuống trời ơi. Sam ơi cái gì? Nó mở cửa cho nhà anh, nó bò xuống nè, bò xuống đi nhà anh, bò xuống đi. Nó biết bò đâu à, ông làm gì không vậy? Bò hả? Nếu như nó không biết bò thì tôi thả xuống một con. Để tôi thả xuống. Ê trời ơi, ông bị điên hả? Ơi Diệm ơi ê trời ơi ghê quá à. Tôi biết là bà rất là sợ nhện, cho nên tôi lấy nhện ra để tôi cho anh bà đây. Ha ha. Nè, từ bây giờ nè, bà hãy ở trong căn hầm bí mật luôn đi. Bà mà ra ngoài á là nhện cắn bà ráng chịu á nha. Ê trời ơi. Ê kêu ông kìa. Ê kêu ông nội kìa. Ông giảm lễ tiền lì xỉu tôi mà ông còn to bộ mà. Trời ơi, còn thả nhện đây còn hù dọa tôi sống quá đáng chứ. Tôi nói cho bà nghe nè, tiền lì xì của bà tôi không hề lấy nha. Mà là bà lấy tiền lì xì bà quăng lung tung, lỡ có ai lấy mất sao, cho nên tôi đem tôi cất giùm cho bà rồi. Còn bây giờ á là tôi cho anh bà là bởi vì là bà dám nghe lén tôi. Bà biết cái việc nghe lén người ta là xấu lắm không hả? Nghe lén hả? Trời ơi ông cứu tôi đi mà, tôi nói đùa, tôi xin lỗi bác ơi. Trời ơi cứu tôi, ba ơi tôi lại ông, tôi cho ông cái tiền lì xì đó, ông xuống cứu tôi đi. Thiệt bây giờ ông xuống giết mấy con này đi, trời ơi, ghê quá à. Thôi nếu mà nói vậy thì ok được, tôi sẽ gọi là tha lỗi cho bà lần này. Thôi dạ nè, trời ơi gì chứ, mấy con này xử cái một à. Tiền lì xì nha, nhớ đưa tiền lì xì tôi nha, trên kia còn mấy chục con nữa đó. Trời ơi bị điên à, ông giết đi. Ông chửi đó, trời ơi ghê quá, trời ơi con này ủa ơi, con nó bắn tơ, bắn tơ kìa, trời ơi nó đang bắn tơ nè. Trời ơi rồi. Nguyên con tù lù bên này nè. Trời ơi, ghê quá. Đâu, còn con nào ở đâu? Ủa còn hả? Trời ơi, tôi mà sống. Lên đi, bên trên hết rồi á, bên trên hết rồi á, lên đi. Ông xạo kìa, vừa tôi nguyên cái đầu nó lòi chanh trên kia. Ok rồi, tôi bắn nó cho. Mày hại, mày nè, rồi hết sạch rồi, nhìn đi, hết sạch rồi á. Trời ơi, tôi nghe tiếng. Rồi leo đi, leo đi. Tôi nghe tiếng ha. Ông mày đi. Chạy đi, chạy đi. Trời ơi, nhện này dí vào bà. Trời ơi, nhện này, nhện xung quanh bà luôn nè. Cho nhện cắn con mèo luôn. Nhện ơi, cắn mèo đi. Tôi lê tôi đi, tôi bỏ nhà ta đi đây, ông đi đi. Tôi sẽ đi bụi, tôi không còn muốn ở với ông nữa, không cần. Ông đi đi. Tôi sẽ đi bỏ nhà ra đi. Ông tính ra bà mới đúng là cái người phải ra đi á, nhà của tôi mà. Tôi sẽ bỏ đi mọi người ơi, Sam sẽ bỏ đi, không còn sống trong cái phong cần nữa. Ông là đồ quá đáng à. Mọi người ơi, Phong đuổi mình ra khỏi nhà rồi, mọi người thấy không? Phong ác độc không? Đuổi mình ra khỏi nhà luôn, còn lý ra bỏ nhà xung quanh nhà để mình không vào nhà. Ông đúng là cái đồ quá đáng, tôi không thèm chơi với ông nữa đâu. Tôi sẽ không về nhà nữa. Ok mọi người, mình hôm nay mình sẽ quyết định bỏ nhà ra đi, từ hôm nay mình sẽ đi bụi luôn. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này, mình quên nhớ like, share cho mình và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và đừng quên cố gắng video này cũng đạt được 100k view nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thank you. Bây giờ không còn ai tương mình nữa, chỉ có các fan tương mình thôi. Còn ông Phong cần bỏ mình đi rồi. Ok, bye bye mọi người ở clip sau nha.